Vừa rồi ta làm đó là thêm cái điệu vào đây rồi này. Việc tiếp theo làm thế nào để người ta kích chuột vào một cái hàng bất kỳ thì tín hiệu đây sẽ hiển thị lên trên cái khung thông tin của mình. Để làm việc này chúng ta có hai cách, dựa hai điều kiện của cái là gì này. Một là click, click vào đâu chạy đấy, còn điều kiện thứ hai người ta gọi là load enter, tức là cứ hòa mũi tên xuống cũng được. Tùy vào trường hợp ta làm cái cách nó phù hợp. Chúng ta thử cách thứ nhất là dùng click click vào đâu hiển thị đấy nhé. Chúng ta quay phần thiết kế giao diện, chọn vào data click view này, xong đó công ty tiếp theo chuyển sang phần event. Đấy, tôi này các em nhìn thấy có sự kiện này, sell click và sell content click. Cái sell content click nó xảy ra khi mà chúng ta click vào từng phần tử bên trong. Ví dụ như ở một cái phòng này có nhiều bàn ghế khác nhau, cái nội dung của cái phòng này chính là cái gì các em nhỉ? Bên trong phòng này có phải là cái bàn ghế hay là chúng ta hay là cái laptop đúng không? Đấy là cái nội dung hoặc là cái content ấy. Còn nếu mà cả cái phòng chúng ta dùng self click thì có nghĩa là chỉ cần vào phòng thôi là có ảnh hưởng rồi, không cần biết là có phạm vào giới hay không. Cái nào rõ hơn kia? Đúng rồi, cái self content thì là phần nhỏ bên trong nó có tác dụng thôi, còn bên ngoài phòng trống thì có tác dụng, còn self click cứ vào cả cái ô là có tác dụng luôn. Vì thế chúng ta sẽ dùng sự kiện self click để cho nó đậm. Với sự kiện này chúng ta có một thông tin rất quan trọng, đó chính là cái E này, viết tắt của Data Click View Cell Event. Với cái E chúng ta sẽ biết được người ta kích vào ô nào và hàng nào. Các em thể thấy E chấm chấm sẽ ra hai cái, một cái là column index, nó viết chỉ số cột là bao nhiêu. Cái chỉ số này sẽ chạy từ 0, cái hàng cũng thế được chạy từ 0, row index cũng là chạy từ 0. Đấy, và cái hàng đầu tiên của row index này, một chữ nhỏ nhỏ này, cái header này sẽ bằng giá trị bằng trừ 1. Dù số thứ tự hay là họ và tên hàng đầu tiên là trừ 1, được không? Hàng dữ liệu bắt đầu phải tính được không? Các em hiểu tượng nhé. Cái tiêu đề không tính, thế là trừ 1. Giờ ở đây chúng ta sẽ kiểm tra này. Đây, đây là row index, các em phải có kiểm phụ bằng e.index. Xong kiểm tra này, có phải click và tiêu đề không? Chỉ cần kiểm tra xem nó có phải bằng trừ 1 không là được, hoặc lắm không? Nhỏ hơn không thì ta sẽ đi turn đi, tức là không làm gì nữa. Sau đấy chúng ta sẽ khai báo một cái đối tượng để lưu cả cái hàng là ta chọn. Rồi tiếp theo là sẽ lấy dữ liệu từ cái hàng đấy. Rồi, chúng ta sẽ khai báo này. Rồi để lưu hàng chọn. Mỗi một cái hàng trong data view nó sẽ có kiểu là data g view row. Nó là view này, các em thêm chữ row là được. Gõ từng ký tự một, data g view xong row, đấy thế nào nó ra, gõ xong thành chữ màu xanh. Ở dưới nhìn thấy chữ này không nhỉ? Đấy, và ta sẽ đặt tên là row này. Cái row này sẽ bằng tên của view là rdv data này chấm row. Row này nó là một cái dạng mảng một chiều và chúng ta phải chỉ ra xem là row ở vị trí bao nhiêu bằng cách ngoặc vuông này chuyển vào row index. Đấy, sau bước này chúng ta đã có một cái hàng mà người ta đã chọn và cuối cùng chỉ là lấy dữ liệu từng cột trong hàng ra là xong. Đấy, với mỗi một cái cột trong cái data view này nó sẽ là một cell. Đấy, các em thử này, row này chấm cell. Đấy, chấm cell bên trong tức là ngoặc vuông này. Ngoặc vuông này có hai cái lựa chọn, một cái là theo chỉ số của một cái là theo tên. Và các em sẽ thắc mắc xem này, cái con lên thì ở đâu đúng không? Cái tên cột chính là cái nút mà chúng ta thiết kế đấy. Đấy, các em sẽ nút thiết kế đặt tên là gì? Đấy đi, con lùn này, mã sinh viên này. Và chúng ta để ý cái phần trong phần design, phần name này, chứ không phải là vô di name nhé, nó là phần design name. Đây chính là tên cột mà chúng ta cần điền vào trong cái mục cell. Mã sinh viên này, họ tên này,
địa chỉ này, ngày sinh, các em xem lại trường tên cột mình đặt tên là gì để cho mình vào cốt để đặt trị cho nó. Đây, đây mã sinh viên thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Đây là mã sinh viên này, cần phải viết chuẩn một chút. Này giá trị của nó sẽ chấm value. Đấy, chuyển về chỗ sẽ là thu sinh. Như thế này là chúng ta lấy được mã sinh viên từ hàng người ta chọn. Việc tiếp theo chỉ là gắn lại cho cái text box bằng cách là txt mã sinh viên chấm text bằng đâu chấm cell ở tên cột thì đấy chấm thu sinh là được. Tương tự cái phần khác, lúc này ta chỉ cần copy paste thôi. Mã sinh viên này, txt họ tên này. Cái này sẽ là DTK. DTK ngày sinh này. Chúng ta sửa nó hợp tên là họ tên này. Sửa theo cột các em viết ở trong bài của mình ấy. Địa chỉ này. Ngày sinh này. Còn một cái đơn hiệu trình không có. Nếu mà các em muốn thêm vào thì vào phần edit thứ hiệu sửa lại được. Sửa đầu tiên ta thêm có 4 cột bằng là cột đấy. Đấy thì cho vào, thế chẳng quan trọng thêm một thông tin thôi. Được chưa? Bây giờ anh sẽ thử này. Thế trường hợp này chúng ta click thì như vậy, click vào ô nào, ô đấy sẽ hiển thị trên trên này 010 này, 12323 thì chỉ hết thông tin trên này. Còn cái đấy thì là NLM là mối thì thêm một cột cũng làm tương tự. Đây là trường hợp dạng connect. Và các em thử cái mũi tên nó có tác dụng lên trên không? Mũi tên xuống này. Mặc dù dòng nó chuyển nhưng bên trên dữ liệu có hiển thị theo nhỉ? Không có. Đây này, một kỹ nhá. Đây là 23 này, sang 232 vẫn thế. Nếu sự kiện mà lên trên được như này, chúng ta dùng kiện khác có tên là row enter. Nó hơi phiền một chút là nó lại cứ mũi tên chuyển tháng nó chạy luôn. Còn click này nó dở là không mũi tên được, nhưng click vào đâu nó mới chạy. Tùy vào trường hợp mà các em dùng hai cái sự kiện khác nhau. Đấy, chỉ có hai cái nút em nó cần click nó lên chúng ta này. Còn nếu như em muốn thích cài đặt là mũi tên lên xuống nó hiển thị trên ấy, thì ta dùng sự kiện như sau. Đấy. Nó cũng tương tự click, chúng ta dùng sự kiện khác có tên là row enter tìm tới chữ R phần cuối. Đây này. Row enter, các em thấy chưa? Rồi enter thì đút vào. Trong sự kiện này chúng ta làm thế trên bên trên, thậm chí copy bên trên xuống. Copy bên trên xuống nhé. Đấy. Bây giờ các em chạy lại xem có gì khác không. Copy bên trên, còn bên xuống. Lần trước mũi tên không được, còn bây giờ này chúng ta mũi tên thoải mái, chúng ta đổi sang luôn. Đây là row enter, dùng giống hệt nhưng khác nhau mỗi cái gọi là cái xảy ra sự kiện của nó thôi. Cứ thay đổi dòng, nó có dòng lựa chọn cái màu vàng thì đến đâu nó là dữ liệu lên đấy. Ở dưới can đổi chưa? Row enter. Việc tiếp theo là cập nhật thì có khó khăn gì không các em? Cập nhật từ dữ liệu này có vấn đề gì không nhỉ? Anh làm qua một cái nhé. Nhìn giống hệt những cái thêm, nó khác một cái sửa thì insert thì update thôi. Thông tin mình đấy có rồi. Chúng ta là nút A sửa nhé. Đấy. Tương tự nút thêm, chúng ta ký nút nút sửa này. Thông tin lại copy phần bên thêm xuống. Có gì khác đâu. Về sau cái phần này chúng ta sẽ dùng một cái dạng viết ba lớp hoặc mô hình thực thể để chúng ta lưu dữ liệu một đối tượng, chứ không phải phổ sửa từng tay biết được nữa. Chúng ta cứ làm cho nó quen. Đây là luyện tập về kết nối, còn đến lúc tối ưu code sẽ làm nó ngắn hơn thế này. Chúng ta không phải làm dài này nữa. Bây giờ quay về SQL, chúng ta viết một thủ tục update. Update có chưa nhỉ? Chưa có update. Nếu chưa có, ta copy một cái update này. Hoặc sửa luôn trên này được. Em cứ đi một cái update này. Kích chuột khỏe của sinh viên này, chọn update to new,
Đấy. Nếu chưa có thì viết thêm vào. Đấy. Chúng ta không sửa khóa thì vậy chúng ta sẽ cho cái điều khiển của em bằng mã sinh viên, chỉ cập nhật tên thôi. Trường hợp là cần thiết chúng ta phải sửa lại khóa được, nhưng mà này không cần thiết lắm. Đi lên. Các em sửa xong này chưa? Chúng ta sửa thay thế nhanh cái phần thủ tục sẽ xử lý ra. Copy phần này, paste sang phần insert. Đấy. Thay insert bằng con hình update của mình. Paste cái phần vừa xử lý kia sang. Và chỗ này chúng ta tạo một thủ tục mới, credit không phải enter nữa. Này sinh viên update. Đấy, thế nào đó. Thông tin giống hệt. Việc tiếp theo phải làm gì các anh nhỉ? Sửa xong rồi làm gì? F5 mới được chứ. Như vậy ta có thủ tục sửa xong rồi. Tiếp theo thì cần copy lấy cái tên này cho vào trong xin xác. Đâu nhỉ? Đây sửa này. Thay cái phần sinh SQL bằng sinh viên update. Còn phần khác còn sửa không kìa? Không cần sửa hay có? Phần tham số này có gì thay đổi không? Không có đâu. Sau khi đúng hệ thì khác với công lệnh update không? Và sau vẫn nó hiển thị sinh viên bình thường. Các em thấy nhàn không? Đấy, chạy thử nhé. Dụ đây là test trở thành là edit này. Sáu như này. Ok. Đây tham ngày sinh ra sao này. À đây. Cái chỗ này ngày sinh phải thay thế bằng cái A cộng NS. Bởi vì mình convert cái NS này về ngày sinh, chứ không phải là cái ngày sinh trên. Các em sửa một chút cái chỗ update set này. Ngày sinh bằng NS, chứ không phải là bằng cái ngày sinh trên. Mọi người sửa thành enter F5. Trở lại nhé. Edit này. MF6. Sửa bây giờ được rồi đấy. Các em xem chưa nhỉ? Mỗi cái ngày sinh này, chúng ta dùng convert, vậy chỗ dưới sẽ sửa thành cái NS tương đồng nhất. Nếu ngày sinh bên vàng thì kiểu ba ra tương ứng. Thế còn cái xóa ta làm cái thủ tục xóa delete này, burdock này. Cái xóa thì cần đúng cái mã sinh viên thôi. Này tên này, tên này sinh viên này. Ở cấu trúc chuẩn các em thể thấy một bắt gặp một cái là tên này, tên hàn init from từ bảng gì. Thế thực chất cái em cho cái from này vào cũng được, mà không cho cũng vẫn được, không nặng nề nó đâu. Đấy. Cái xóa cần xóa bằng điểm chứ không kìa. Trong cái điều đen của mình thì có cả cái bảng điểm. Với trường hợp mà lúc chúng ta liên kết mà có cái cắt kết ấy, có cắt kết bằng gì nhỉ? Có cái init action bằng cắt kết thì không cần phải xóa. Còn nếu như chúng ta không có cái liên hệ đấy thì cần phải xóa bằng điểm trước. Điểm. Xóa bằng con xong rồi xóa bằng cha. Sau đó ấn F5 để chạy thủ tục này. Làm cắt kết thì không phải làm, còn đây cái làm theo kiểu quy chuẩn, về sau các em chuyển sang access hay cái gì nó không có cắt kết thì vẫn làm được. Thì nó IPL chúng ta phải lợi dụng cái đấy được. Copy tên thủ tục này. Bây giờ sang cái phần sửa ở đây, chúng ta chỉ cần copy ở phần xóa, copy phần sửa này xuống. Copy hết này. Sau nút xóa này, cái nút vào, paste vào. Này chúng ta cần nhiều tham số như phần trước nữa, thì cần để là đúng cái tên sinh viên thôi.
chỗ này sẽ là init và chỗ này ta xóa hết tên gì đó, các em thấy ngắn gọn. Phần xóa là mang tính chất là nguy hiểm, vì vậy mà trước khi xóa chúng ta cần phải làm gì các nhỉ? Làm gì yên không? Phải xác nhận đúng không? Bạn sẽ chẳng muốn xóa hay không này, không được xóa nhầm thì chết. Chấm nâu đó đi tơn không làm gì cả. Còn ngược lại ít là thực thi lên dữ liệu. Xóa đi. Mình chạy thử nhé. Ví dụ xóa sinh viên 232 đầu tiên này. Khi mình xóa. Có thể cần xóa thì ta xóa đi. Đấy, con này. Nguyên 1232 xóa nội. Đấy. Cái phần tìm kiếm khá hay dùng này. Bây giờ các em thiết kế một cái vị trí là tìm kiếm. Lưu tâm là cái góc này nó có thể được cái khoảng trống này, tận dụng khoảng trống bên trái này. Là chúng ta có một cái tên box này. Mình cho sang bên phải nhé. Một cái button. Đó. Các em sửa thành cái biểu tượng có cái kính cho người ta nhìn. Image. Kính đâu nhỉ? Chấm hỏi. Bây giờ các em phải cho cái kính nó to hơn, thì cái ảnh trên mạng ấy. Đấy, có cái ảnh là đẹp đẹp tí. Đấy. Ở phần này chúng ta ghi là nhập sinh viên cần tìm kiếm là hạn. Nhập tên sinh viên. Ở cái water mask đấy đi, cho người ta nhìn. Đấy, là sinh viên này hả? Và cả hai cái control này chúng ta anchor bằng top và ra. Cho nó lúc nào cũng ở trong phần bé bên phải. Đây, quay cả hai control top và ra. Để ra bên phải. Đấy. Sau đó đặt tên cho nó, cái tìm kiếm ta ghi là txt tìm kiếm chẳng hạn. Đấy. Bắt tuần sẽ là btn tìm kiếm. Đó. Tìm kiếm thực chất là công thành gì trong SQL này nhỉ? Đúng là câu select thôi. Em lấy phần này xong chưa? Xong rồi ta ký đúp vào cái nút tìm kiếm. Viết code cho nó. Trước khi viết code thì chúng ta cần phải mở SQL ra, viết một thủ tục để tìm kiếm. Từ cái thủ tục select của sinh viên chúng ta chế thành thủ tục tìm kiếm. Sinh viên select cũng có. Còn cái thủ tục khác nhé. Add clip này, select. Chúng ta tìm kiếm theo tên, vì vậy thì cần thêm điều kiện que cho cái tên này thôi.
qua này, tên sinh viên. Dấu bằng là thể hiện tình biến tương đối hay tương đối các em nhỉ? Dấu bằng là tương đối hay tuyệt đối? Tuyệt đối không? Chúng ta tương đối dùng toán tử ngay này, phần trăm này, a này, phần trăm này. Với các này tìm tất cả những sinh viên có chữ a. Đấy. Bây giờ thay vì chữ a cố định này, chúng ta sẽ dùng cách chuyển tham số để thay chữ a vào tham số. Giờ chuyển thành nó thành thủ tục. Credit này, product sinh viên, sort hạn, đấy như này. Thao đơn giản sẽ là tên sinh viên kiểu n va cha 50. Đấy. Ở đây ta tách cái a này thành dấu nháy đơn cộng a cộng tên sinh viên. Cộng tiếp. Đấy. Cuối cùng ở nét 5. Như vậy ta tạo thủ tục tìm kiếm với tên sinh viên tương đối. Sau đó ta chạy thử xem nó chạy SQL ngon thì đang chuyển sang sao được. Với thủ tục chúng ta cần có từ khóa exception này trước cho nó đúng sách. Là đúng sách thôi, phải rất nàng chẳng cần. Thế là khoa là kiểu đấy. Độ từ A này. Exception. Em làm tới A rồi. Em select cộng sinh viên gì đó. Mới F6 à? Giờ thay bằng chữ 6 nha. Số 6 thực ra nhé. Ok, đấy. Hôm nay hết cái này chữ exe không cần vẫn chạy được. Có hay thường không có gì thiếu không? Đấy. Đấy, sách thì cần thế nhưng bây giờ thực tế không cần thiết. Khi thủ tục chạy ngon này, chúng ta sẽ chuyển sang phần thi khác để gọi thủ tục này. Cái về các em viết xong chưa? Copy tên thủ tục này, chuyển sang thi khác. Bây giờ các em xem lại cái thủ tục hiển thị sinh viên là có gì không? Hàng như vậy. Là có xem đấy chưa? Đấy. Bây giờ các em copy nguyên lại cái hiển thị sinh viên này, paste xuống bên dưới. Về nhà tôi cho các em tự viết nhé, còn đây là đỡ thời gian em sẽ copy không. Thế là các em đang luyện tập học thì nên viết thì đừng copy. Nếu copy copy không nhớ được gì. Chết rồi hả? Ở đây thì phần string SQL chúng ta thì thay bằng thủ tục search. Đấy. Ở string SQL là sinh viên search. Thế còn cái chỗ CMD này chúng ta thêm một cái dòng để thực thi thủ tục là CMD. Chấm cái gì các em nhỉ? Đổi thành thủ tục ấy. Kiểu lệnh là gì? Đây chúng ta so với cái này thế nào thế này nhỉ? Đây là cái này thế nào vậy? Nó sổ sẵn rồi này. Cái nào không có cái này? Để đổi thành thủ tục ấy. Cái trên này này. Common type rồi này. Common type chấm to đấy view đấy. Thì cái này chúng ta đã có thủ tục search xong. Tuy nhiên còn thể thiếu gì cái? Nhìn kỹ xem còn thiếu gì nữa. Đã có tham số chưa? Đúng rồi, phải thiếu một cái tham số nữa. Chúng ta cần phải thêm tham số cho nó. CMD này, tên sinh viên này bằng TXT tìm kiếm này chấm text này chấm sim đi, sau đó thêm tham số bằng cách CMD này chấm parameter này chấm s with value. Ở đây sẽ là có a còng các em nhé, nhớ có tham số có a còng trước. Tên sinh viên phải là tên sinh viên. Đấy. Như thế này chúng ta đã truyền tham số vào cho nó. Và hiển nhiên là công nghệ của mình đã chạy ngon này. Đó. Sau đó chúng ta chạy thử. Đối chạy thử xem nào. MF6. Đấy, được đúng MF6 này. Chữ A không có A nhé. Đấy, chữ A có 2 người. Bỏ hết đi, nó phải ra hết. Bỏ 8 này. Đấy. Như này chúng ta tìm kiếm xong.